Có. Là anh mới che cho em. Tiên trả tiền nên là anh em mình nhập rất là kỳ đáo. Xin mời. Lên, lên xe. Xin mời. Rồi. Ở chỗ nào dễ thương nhất? Món nào đắt tiền nhất? Trời đất ơi, tự nhiên cái cục tỉnh này đèn luôn. Anh ơi, sao thế? Cái này dùng view mà. Để ghế cho. Đây. Em yên tâm, em công việc của em chỉ việc trả tiền thôi, còn mọi cái. Em đẹp lắm. Cảm ơn em đã nhận ra anh nha. Em chuyển tiền. Nhưng mà sao hồi sáng không nhớ? Hoa hồng. Hả? Hoa hồng là ai? Hoa hậu không phải hoa hồng. Hoa hậu. Hoa hậu. Hoa hậu. Đúng rồi, hoa hậu. Chứ không phải hoa hồng nha. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật. Quay lại, chúc mừng sinh nhật đi.